Dạ vâng, xin lỗi, có một chút sự cố ạ. Dạ vâng. Và có phải là ông bà cụ của chúng ta là có thể đã mất nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng nước cho chính ông bà chúng ta để lại phải không ạ? Dạ vâng. Thế nhưng quan trọng việc đào giếng này thì lúc mới đào thì sẽ không có nước. Có phải không ạ? Đó, thế chúng ta vẫn phải xách nước để có thu nhập hiện tại trang trải cho cuộc sống. Nhưng thời gian rảnh rỗi thì tức là khi mình đi xách nước ấy, để trang trải cuộc sống, và khi có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta hãy đào một cái giếng. Hãy đào một cái giếng để khi mà cái giếng có nước rồi thì chúng ta không cần phải đi xách nước nữa. Và đặc biệt là mô hình xách nước thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta tỏa sáng như một bóng đèn. Đó. Nhưng các bác anh chị có thể thấy là bóng đèn thì nó có tuổi thọ phải không ạ? Và nếu như chuyện gì xảy ra khi bóng đèn vào một ngày nó bị hư ạ? Dạ vâng. Thì có phải là chúng ta sẽ bị mất đi nguồn thu nhập, thì ai sẽ là người lo lắng, lo đệ, lo cho vợ vợ rồi con cái chúng ta? Đó, vậy thì khi chúng ta làm, tức là chúng ta đã đơn phương nỗ lực giống như chiếc bóng đèn, thì khi chiếc bóng đèn hư thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy thì bây giờ chúng ta có rất nhiều mô hình kinh doanh, và đặc biệt là nếu chúng ta biết kết hợp, biết mượn sức giống như hệ thống đèn chùm. Nếu không may vào một ngày đẹp trời thì một trong một vài chiếc bóng đèn có thể bị tắt, thì những chiếc bóng đèn còn lại nó vẫn sáng phải không ạ? Đó, thì đó chính là thay vì chúng ta nỗ lực một mình thì hãy hợp tác, hãy mượn sức ạ. Dạ vâng, mượn sức để chúng ta giảm thiểu rủi ro, để hợp tác với nhau, cùng nhau phát triển. Ví dụ chúng ta thời gian thì có hạn, một ngày chúng ta bỏ ra 1 giờ, thế thì nếu như kết hợp và hợp tác 100 người thì có phải là đã có 100 giờ làm việc phải không ạ? Đó, thì sách còn sách nước thì chúng ta lại không biết như nào. Đó. Thế vì sao tôi dám khẳng định điều này? Thì bây giờ chúng ta mở một cửa hàng, chúng ta có thể lãi đến hàng trăm triệu một tháng, nhưng chúng ta có dám khẳng định là khi mở cái thứ hai thì cái thứ hai đấy nó có lãi được như cái thứ nhất hay không? Đúng không? Chúng ta không thể biết điều này. Đó, có đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì chúng ta đang đi trên con đường nào? Và anh chị trong vòng Zoom của chúng ta thì đang đi trên con đường nào ạ? Cho Tú được biết, cho Tú được xin chàng số 3 để biết là tín hiệu đường truyền vẫn được tốt đúng không ạ? Để chú tiếp tục chia sẻ ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hiền, cảm ơn chị Yến ạ, và cảm ơn mọi người ạ. Dạ vâng, chúng ta xách nước hay đào giếng? Hay là chúng ta song hành cả đào nước, tức là đào giếng lẫn xách nước. Đó. Vậy thì nếu như có một cơ hội giúp chúng ta có được sự tự do, đảm bảo, có sức khỏe, tài chính, có hạnh phúc gia đình. Chị Trần Hiền đang xách nước ạ. Dạ vâng. Chúng ta có được sức khỏe, tài chính, hạnh phúc gia đình, lương sư, bạn hữu, du lịch VIP và có giá trị kế thừa. Đó. Nếu có một con đường như vậy thì anh chị có quan tâm không ạ? Có bác anh chị có quan tâm không ạ? Cho Tú xin một tín hiệu đấy ạ. Dạ vâng. Thì và hôm nay Tú sẽ chia sẻ cho các bác và anh chị cơ hội giúp cho chúng ta có được điều đó. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Vì lúc đó Tú cũng không hiểu được có cơ hội nào đó thì Tú biết đến Amway. Và sau đó Tú nhìn thấy Amway thực sự đã giúp cho Tú có một cái giếng như vậy. Và vậy thì hôm nay Tú xin chia sẻ cho cô bác và anh chị tìm hiểu Amway dựa trên góc độ mà của Tú ạ. Dạ vâng. Và để hợp tác với Amway thì chúng ta quan tâm đến điều gì? Đầu tiên có phải là sản phẩm, thứ hai là công ty,
Đó, thứ hai là công ty, thứ ba là quyền lợi và điều kiện hợp tác. Dạ vâng. Đầu tiên là về sản phẩm. Ở Nutrilite là số 1 thế giới ạ. Ra đời lâu nhất là 1934, đến năm nay là gần 90 năm rồi ạ. Và Nutrilite sở hữu 3 nông trang hữu cơ duy nhất ở Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận trên thế giới, và doanh số thì cao nhất trên là toàn cầu. Và thứ hai là mỹ phẩm Atichi. Mỹ phẩm Atichi là hãng mỹ phẩm top 10 trên thế giới về cá nhân hóa, và đang hiện đang tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp là Miss World Việt Nam. Và rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cùng với đấy là những dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc đồ gia dụng và thiên nhiên. Thứ hai là về công ty Amway. Công ty Amway là tập đoàn bán hàng trực tiếp số 1 thế giới. Đấy, chủ tịch tập đoàn công ty Amway là ông Jay Van Andel và ông Rick DeVos, là hai nhà đồng sáng lập của tập đoàn Amway. Ông Jay Van Andel năm 72 là chủ tịch của phòng thương mại Hoa Kỳ, và con trai ông là ngài Stephen Andel cũng đang kiêm chủ tịch của phòng thương mại Hoa Kỳ. Và năm 2009 khi ông Stephen Andel sang Việt Nam thì đích thân chủ tịch nước đó và ông Nguyễn Minh Chiết đã mời ông Stephen Andel về phủ chủ tịch. Có vẻ rất là uy tín đúng không ạ? Dạ vâng. Thì Amway đã tồn tại phát triển hơn 60 năm và 109 quốc gia trên và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Amway có 75 phòng thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm và 1.000 nhà khoa học. Có 750 trung tâm trải nghiệm siêu thị trên toàn cầu. Tự sản xuất 400 và phân phối 6.500 thương hiệu khác. Và đặc biệt có rất nhiều công ty nước ngoài không hợp là hợp pháp, nhưng vào Việt Nam thì họ không xin được giấy phép, tức là vẫn vi phạm pháp luật. Nhưng với Amway thì giấy phép luôn luôn đứng hàng đầu, và Amway là công ty đầu tiên được cấp phép theo nghị định mới nhất của chính phủ ạ. Dạ vâng, nên rất là uy tín ạ. Và có 2 văn phòng đại diện, 2 trung tâm phân phối, 1 trung tâm trải nghiệm, 1 siêu thị và 5 trung tâm hỗ trợ kinh doanh. Thứ ba là quyền lợi và điều kiện hợp tác. Thì ở mô hình kinh doanh truyền thống, có phải là như chúng ta là những người tiêu dùng, chúng ta mua hàng thì phải mua ở đâu ạ? Tức là cửa hàng bán lẻ đúng không ạ? Nhưng cửa hàng bán lẻ có trực tiếp sản xuất ra mặt hàng đấy không ạ? Không, họ lại phải nhập lại từ đại lý, và đại lý sẽ nhập từ tổng đại lý, rồi tổng đại lý nhập từ nhà sản xuất ạ. Dạ vâng. Và cái chi phí sản xuất là chiếm từ 30 đến 50%. Cái khâu trung gian từ đại lý tới người tay người tiêu dùng chúng ta là từ 50 đến 70%. Nhưng mà chúng ta lại phải chịu 100%. Vâng. Thế còn mô hình kinh doanh của Amway, mô hình kinh doanh của Amway thì sao? Thì Amway đã đầu tư rất là nhiều thứ, từ nhà máy, phòng thí nghiệm, siêu thị, pháp nhân, pháp lý, học viện, vận chuyển, thuế má, kế toán, vân vân. Và thông qua một nhà phân phối thì người tiêu dùng chúng ta mua qua họ thì chỉ chịu 10% giá bán lẻ thôi ạ. Vâng. Nhà phân phối sẽ được hoa hồng từ đâu? Đó chính là Amway. Họ cắt toàn bộ các khâu trung gian để họ trả cho nhà phân phối với mức tối đa là 40%. Cả nhà nên nhớ, tối đa là 40%. Đây là do luật quy định ạ. Dạ vâng, những công ty khác mà bảo là trả nhiều hơn Amway thì đấy là không hợp pháp. Vâng. Và khi chúng ta không muốn qua một nhà phân phối thì chúng ta là người tiêu dùng có thể mua hàng trực tiếp từ công ty với giá nhà phân phối khi chúng ta có thẻ khách hàng. Dạ vâng, rất tuyệt vời.
xin lỗi trục trặc một tí ạ. Dạ vâng. Thế cái bản chất của kinh doanh Amway, bản chất kinh doanh Amway là sao ạ? Bản chất kinh doanh Amway là từ như chúng ta khi mà có phải chúng ta đi siêu thị thì chúng ta mua những sản phẩm tốt, sản phẩm giá rẻ thì chúng ta có vẻ là giới thiệu cho người thân và bạn bè phải không ạ? Nhưng siêu thị đó có trả cho chúng ta đồng nào không ạ? Tất nhiên là không ạ, có phải không ạ? Vâng, nhưng với Amway khi chúng ta tiêu dùng, chúng ta cảm thấy tốt, chúng ta chia sẻ lại cho người thân và bạn bè thì công ty Amway sẽ trả cho chúng ta một quả hoa hồng. Đó, rất tuyệt vời không ạ? Thì đây chính là việc kiếm tiền từ việc tiêu dùng và chia sẻ. Cả nhà có cảm thấy là tuyệt vời không ạ? Mình vừa tiêu dùng, mình đã còn được nhận được tiền từ việc tiêu dùng đó. Có phải rất tuyệt vời không ạ? À, vâng. Và doanh nghiệp truyền thống, tôi nói doanh nghiệp truyền thống cũng đã bắt đầu áp dụng kinh doanh chia sẻ. Đó chính là doanh nghiệp MB, tức là ngân hàng MB, ngân hàng quân đội. Đó là khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta chia sẻ cho bạn bè chúng ta một cái mã do MB cung cấp thì cả chúng ta lẫn họ đều được nhận tiền. Và rất tuyệt vời ạ. Vâng. Tiếp theo về kinh doanh chia sẻ ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là Grab, Be, Uber, GoViet là những cái app. Đó chỉ là kết nối những người có nhu cầu và những người có phương tiện muốn kiếm thêm tiền. Đấy, và sau khi giao dịch ra thì Grab, Uber, GoViet được phần trăm từ những giao dịch đó. Còn khi chúng ta đây còn đấy, Amway, khi chúng ta mở thẻ với Amway thì họ cho chúng ta đường link đó, và khi chúng ta đi lên mạng xã hội, bạn bè chúng ta click vào, họ sẽ mở thẻ trực tiếp mua hàng và thanh toán với công ty thì doanh số chúng ta nhảy lên. Và đây chính là một thu nhập thụ động, đây chính là tiếp thị liên kết. Có phải rất là tuyệt vời không ạ? Và thu nhập trong Amway đến từ ba cách thức. Đầu tiên là tiêu dùng cho bản thân, thứ hai là chia sẻ, giới thiệu và bán sản phẩm, thứ ba là xây dựng đội nhóm. Mọi người có đang tiêu dùng như là đánh răng, rửa bát, tắm gội, giặt đồ hay thậm chí ăn sáng không ạ? Vâng, những cái việc tiêu dùng hàng ngày đó thì theo tủ tính trung bình, những gia đình giàu hay nghèo thì tiêu dùng một tháng là 3 triệu. Đó, và một năm là 36 triệu. Và mình sống đến 70 năm thì có phải là 2 tỷ rưỡi không ạ? Đó, 2 tỷ rưỡi là tương đương với một ngôi nhà. Và chúng ta đã mất đi một ngôi nhà bằng việc chúng ta tiêu dùng. Thì đó có phải là rất là đáng tiếc không? Thì Amway có 17 loại hoa hồng cho cô bác và anh chị lựa chọn. Vâng, hôm nay không có nhiều thời gian, Tú xin chỉ chia sẻ một số loại hoa hồng ạ. Mà thôi, đó. Bản chất của anh Amway là mình thay những cái vật dụng mình đang dùng hàng ngày bằng dùng Amway. Đấy, khi mình dùng, mình thấy tốt, rồi mình nói, rồi mình chia sẻ cho người khác. Đấy chính là thay dùng biết nói ạ. Khi chúng ta là khách hàng tiêu dùng thường xuyên ấy, và mỗi tháng Amway quy định là 1,4 triệu, thì lúc đó bất kỳ khách hàng nào của chúng ta mua hàng thì chúng ta sẽ được 10%. Và ở đây Tú ví dụ một khách hàng mua 1 triệu thì chúng ta có được 100.000. Và đây chính là thu nhập từ việc tiêu dùng ạ. Nó rất là tuyệt vời phải không ạ? Chúng ta vừa tiêu dùng, nghe chia sẻ cho người khác mà chúng ta lại được hoa hồng từ việc đó. Rất là tuyệt vời không ạ? Và tiếp theo là những một số loại hoa hồng mà Tú
xin được chia sẻ với cô bác và anh chị ạ. Ở đây là gồm hoa hồng bán lẻ 10% và hoa hồng thành tích là tương với cả doanh số 6 triệu là 3%, là thu nhập là 150.000, 18 triệu tương với 6% là 900.000, 34 triệu 9% tương với 2 triệu 8, 70 triệu 12% tương với 7 triệu rưỡi, 15 triệu là 15% tương ứng với 15 triệu, 200 triệu tương với mức hoa hồng là 18% và chúng ta được 33 triệu, 290 triệu trở lên là tương với mức hoa hồng thành tích là 21% và chúng ta sẽ được 55 triệu. Bản chất của kinh doanh Amway là làm chủ sự nghiệp ạ. Chúng ta làm chủ chứ không làm thuê cả nhà. Vậy nên chúng ta không ép buộc về thời gian, không ép buộc về giờ giấc như nào và cũng không ép buộc về doanh số. Đó. Và làm như thế nào? Chúng ta bán bao nhiêu sản phẩm là quyền của chúng ta. Chúng ta xây dựng bao nhiêu khách hàng, chúng ta muốn chia sẻ cho bao nhiêu người, đấy là quyền của chúng ta. Vì chúng ta làm chủ chứ không làm thuê. Đó. Đó, có phải là khi mà như Tú ấy sử dụng sản phẩm Amway rất là tốt rồi. Và ví dụ gia đình Tú tiêu dùng 1 triệu trong vòng 1 tháng. Đó. Và Tú ví dụ là Tú sẽ chia sẻ cho 20 khách hàng. Mỗi khách hàng tiêu dùng như nhà Tú là 1 triệu một tháng. Ở đây mình làm chủ nhé. Tú chỉ xin lấy ví dụ là 20 khách hàng thôi. Còn cô bác anh chị có nhiều hơn 20, 30 khách hàng hay một vài khách hàng, đấy là quyền của cô bác anh chị. Mình làm chủ mà, chứ không làm thuê. Đó. Đấy, và khi mình chia sẻ cho 20 khách hàng đó, có phải là mình phát sinh doanh số là 20 triệu tương ứng với thành tích là 6%, có phải là mình đã được thu nhập là 1,2 triệu phải không ạ? Đó, và 1,2 triệu này thì có phải là mình đang được tiêu dùng miễn phí, có phải không cả nhà? Dạ vâng. Đó. Cái thứ hai mà Amway mang lại cho chúng ta là chúng ta đi giúp người khác, cũng chính là giúp mình. Các cô bác và anh chị có thể thấy ở kinh doanh truyền thống, nếu như chúng ta dạy cho người khác làm giống như mình thì có phải là chính người đó lại làm đối thủ cạnh tranh cho chính công việc của chúng ta, cho miếng cơm manh áo của chúng ta, phải không ạ? À, nhưng với Amway, những khách hàng mà tiêu dùng tốt sản phẩm đó, chúng ta hãy giúp họ được tiêu dùng miễn phí như chúng ta, thì đó cũng chính là giúp chúng ta. Đó, mình giúp người khác bằng cách chia sẻ cơ hội kinh doanh để giúp họ được tiêu dùng miễn phí. Ví dụ chúng ta có doanh số là 20 triệu, chúng ta xây dựng được 20 khách hàng. Chúng ta xây dựng được 20 khách hàng. Thì ở đây mình chia sẻ bao nhiêu khách hàng, 5, 10 hay 20 khách hàng là do chúng ta. Nhưng ở đây Tú chỉ xin lấy ví dụ. Tú xin lấy ví dụ ấy. Là Tú giúp 4 người ABCD đó cũng biết là chia sẻ giống như Tú để được tiêu dùng miễn phí. Đó, thì có phải là doanh số cả nhóm lúc này 4 người ABC mỗi người 20 triệu và Tú là 20 triệu và tổng là 100 triệu, có phải là đạt mức hoa hồng thành tích là 12%, có phải không ạ? Thì lúc đấy công ty Amway đã trả cho chúng ta 10 triệu. Vâng. Và mình chia sẻ chúng ta đã giúp người được tiêu dùng miễn phí chúng ta. À, rồi sau đấy thì công ty đã trả cho chúng ta mức hoa hồng là 10 triệu. Đó, có phải là giúp người là giúp mình, có phải không ạ? Vâng. Và tiếp theo, bây giờ Tú giúp 4 người cũng có thu nhập như Tú tháng trước, đúng không? Mỗi một người cũng phát sinh doanh số là 20 triệu.
Đó. Đó, xây dựng hiện trường 20 triệu. Rồi là cả nhóm mình đi giúp người khác có được thu nhập giống như mình, thì có phải là bây giờ cả nhóm của chúng ta có phải là doanh số là 420 triệu phải không ạ? Thì đạt mức hoa hồng là thành tích là 21% đó, và chúng ta sẽ nhận được thu nhập đó chính là 54 triệu và đạt danh hiệu là Silver đó. Thế thì nếu như mà chúng ta bận vì hay vì lý do gì đấy mà chúng ta không phát sinh bất kỳ một doanh số nào, thì mọi người có thể thấy ở trong truyền thống ấy, thì khi chúng ta không đi làm thì công ty làm sao mà có thể trả lương cho chúng ta được không? Có phải không ạ? Vâng, chúng ta nghỉ làm thì chúng ta không có tiền. Đó, nhưng với Amway thì khi chúng ta giúp bốn người ABCD, họ có những khách hàng thường xuyên và họ trực tiếp lấy hàng từ công ty và không liên quan gì chúng ta. Đó. Thì họ vẫn có doanh số là 400 triệu phải không ạ? Vâng. Và khi đấy chúng ta vẫn có một cái hoa hồng thành tích là 48 triệu. Đó, đây có phải là một nguồn thu nhập thụ động phải không ạ? Chúng ta không phát sinh bất kỳ một doanh số nào, nhưng chúng ta đã giúp được bốn thị trường. Họ tự có khách hàng mà tự phát sinh doanh số, thì đây có phải là một nguồn thu nhập thụ động. Đây có phải là một cái giếng phải không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn chị Trần Hiền ạ. Đây chính là nguồn thu nhập thụ động mà ai cũng mong 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 muốn đúng không ạ? Dạ vâng. Chính là cái giếng đấy ạ. Kinh doanh Amway là một sự nghiệp lớn. Khi mà chúng ta đã giúp đã có một thị trường là 21%, như vậy chúng ta là được 48 triệu phải không ạ? Wow, chị Đàm Yến ạ. Vâng. Cũng muốn một nguồn thu nhập thụ động phải không ạ? Dạ vâng. Ở đấy, khi mà chúng ta xây dựng được một thị trường 21% và tụi mình được thu nhập 48 triệu. Đấy. Mấy khi 48 triệu từ 14 nhánh, thì khi chúng ta phát triển đến 8 nhánh thì sao? 12 nhánh, 20 nhánh, hay thậm chí là rất nhiều nhánh hơn nữa, thì có phải là thu nhập do chúng ta quyết định phải không ạ? Đó, thu nhập cho chúng ta quyết định, thì đây có phải là một sự nghiệp lớn không ạ? Dạ vâng. Và đây là bảng thu nhập mà Tú đã biết những anh chị trong những anh chị lãnh đạo trong Amway đã đạt được bằng việc mình đi chia sẻ và giúp được bao nhiêu thị trường. Đó, mình muốn bao nhiêu thì sẽ được không? Vâng. Và tiếp theo tôi muốn xin chia sẻ cho các bác và anh chị là có phải là khi mà hôm nay là mình đến với cả kinh doanh Amway và mình xây dựng được bốn thị trường, mỗi thị trường là 20 triệu, thì có phải là doanh số của mình là 100 triệu và cái người giới thiệu cho mình có doanh số đẩy lên cũng là 100 triệu phải không ạ? Phải không ạ? Đó. Thì ở ngoài truyền thống thì các cô bác và anh chị thì nghĩ xem là thu nhập của ai cao hơn ạ? Các anh chị có thể cùng tương tác với Tú để cho Tú có năng lượng hơn để chia sẻ tiếp với anh chị đúng không ạ? Thì mọi người nghĩ xem người A hay chúng ta là thu nhập cao hơn ngoài truyền thống ạ? Dạ vâng. À, Đàm Yến rất là đúng ạ. Người A sẽ có thu nhập cao hơn chúng ta, nhưng mà với Amway thì không phải. Đó. Như anh chị có thể thấy là mình tâm thế của mình đi giúp được bao nhiêu thì Amway sẽ trả trả cho chúng ta xứng đáng luôn. Còn người A họ không làm, họ chỉ giới thiệu cho chúng ta thôi, và họ không làm nữa thì họ cũng không được một đồng nào cả. Vâng, đây chính là một sự nghiệp có phải là rất là công bằng không ạ? Đây là một sự nghiệp công bằng đó. Tiếp theo, dạ vâng ạ, cảm ơn anh Tuấn Anh ạ.
Dạ vâng, ai làm tốt hơn thì người đó sẽ được hưởng nhiều hơn ạ. À, đây là một sự nghiệp rất là công bằng. Và tiếp theo, trong Amway chúng ta có một sự nghiệp đảm bảo. Sự nghiệp đảm bảo tức là sao ạ? Thì khi mà chúng ta xây dựng một thị trường 21% thì chúng ta sẽ được một hoa hồng, gọi là hoa hồng lãnh đạo, tương ứng với cả doanh số nhân với 6%, tức là ở đây là 25 triệu, có phải như một ngôi nhà đúng không ạ? Và đâu đó một năm thì chúng ta phải được 300 triệu, và thử nghĩ xem 50 năm thì chúng ta sẽ được 15 tỷ. Vâng, một con số rất là tuyệt vời, một cái công việc rất là đảm bảo. Và các cô bác và anh chị cho Tú biết là ở doanh nghiệp ngoài kia, doanh nghiệp truyền thống ngoài kia, khi mà như bản thân Tú đi phát triển, cống hiến cho doanh nghiệp, đi mở thị trường ở rất là nhiều tỉnh thành ở trên phạm vi cả nước ấy. Và khi Tú vì một lý do gì đấy, Tú xin nghỉ hay là bị thôi việc, thì lúc đấy thị trường sẽ rơi vào tay người khác. Công ty doanh nghiệp sẽ thay thế người khác vào vị trí của mình để tiếp quản công việc mình để làm. Vâng. Và nhưng với Amway thì sao? Thì khi mà Tú hợp tác với Amway, Tú nghĩ thì những thị trường mà Tú đã xây dựng mà Tú có thể kế thừa lại cho người thân của Tú đúng không ạ? Vâng. Và đây là cái giá trị kế thừa mà công ty Amway mang lại. Có phải rất tuyệt vời không ạ? Khi mà mình nghỉ rồi, mình không làm nữa mà mình lại được kế thừa cho người thân những cái thị trường mà mình đã gây dựng, thì có phải một sự nghiệp rất là đảm bảo và một kế thừa cho con cháu của chúng ta về sau phải không ạ? Vâng. Và như Tú biết là một diamond ở bên Malaysia, khi đã mất và kế thừa lại cho người thân thì thu nhập hàng năm vẫn tăng. Vâng. Doanh số vẫn tăng trưởng khi mà cái cô này mất, và người thân của cô ấy vẫn được nhận đều đều hàng tháng. Vâng. Ngoài ra thì hợp tác Amway chúng ta sẽ được du lịch và trải nghiệm thế giới. Du lịch trải nghiệm thế giới cùng với vợ hoặc chồng của cô bác và anh chị. Cái này là điều chắc chắn. Một người làm và hai người hưởng. Đó. Và mình sẽ đi du lịch theo một phong cách riêng. Một phong cách rất là tuyệt vời. Mình ở 5 sao du lịch tham quan giải trí, trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Vâng. Và đây là những cái điểm mà công ty Amway đã đưa các nhà phân phối đi qua rất nhiều nước trên thế giới. Với có phải là rất là tuyệt vời không ạ? Và sang năm thì công ty Amway đã tổ chức dự kiến là sẽ đi Pháp, có chuyến đi Pháp. Cả nhà có muốn đi du lịch sang châu Âu không ạ? Có muốn đi đi khám phá thế giới không ạ? Dạ vâng. Đây là một cái giá trị về du lịch mà công ty Amway sẽ đem lại cho chúng ta. Đó, thế bản chất của kinh doanh Amway là khởi đầu từ nhà mình. Như nhà Tú, khởi nghiệp nhà Tú thì Tú tiêu dùng và Tú thấy tốt thì Tú đi chia sẻ cho các nhà khác vừa tiêu dùng hay vừa kinh doanh giống như gia đình Tú. Đó, và những người khác thế mà tiếp tục chia sẻ, thì có phải là việc kinh doanh này nó theo một cấp số nhân rất là tuyệt vời không ạ? À, vâng. Và kinh doanh tuyệt vời như vậy thì để hợp tác cùng với Amway thì chúng ta sẽ nhận được điều gì? Tôi xin nói lại là chúng ta sẽ được kinh doanh làm chủ này, sự nghiệp giúp đỡ người này, kinh doanh lớn, sự nghiệp công bằng, sự nghiệp được kế thừa, hay là đi du lịch trải nghiệm thế giới, và còn nhiều những cái lợi ích khác mà công ty Amway mang lại cho chúng ta. Thì có phải là khi mà chúng ta có nguồn thu nhập thụ động từ việc nỗ lực của chúng ta cũng như việc xây được một cái giếng, thì chúng ta có thể là được tự do về thời gian, tự do về tài chính phải không ạ? Dạ vâng. Đó chính là cái Amway, chính là cái giếng nước dự phòng. Giếng nước này sẽ không chỉ mang lại tiền cho chúng ta, ở bản thân chúng ta và con cháu chúng ta và những đời đời sau nữa. Vâng.
và điều kiện để trở thành đối tác của Amway là sao ạ? Rất là đơn giản thôi. Thì tức là công dân ở nước Việt Nam đủ 18 tuổi và có căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân còn hạn, ảnh thẻ, số tài khoản ngân hàng chính chủ, số điện thoại chính chủ, xác nhận căn cước công dân và chứng minh thư nhân dân. Và khi hoàn thiện hồ sơ thì chúng ta sẽ phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản bắt buộc, cái này bắt buộc của Bộ Công Thương. Đấy, khi chúng ta sẽ chính thức là nhà phân phối. Và Tú xin tặng mọi người một câu nói của tỷ phú Richard Branson: nếu ai đó chia sẻ cho bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc mình có làm được hay không thì hãy nói yes trước đã rồi học cách làm sau. Hãy cho mình một cơ hội, nắm lấy cơ hội trước khi để nó tuột khỏi tầm tay. Vâng, và lựa chọn thuộc về anh chị. Và cảm ơn tất cả các cô bác anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay đã bớt chút thời gian lắng nghe những bài chia sẻ của Tú. Và cảm ơn ban tổ chức đã cho Tú hôm nay được lên giao lưu cùng tất cả cô bác và anh chị, được giới thiệu cho cô bác và anh chị một cái mô hình kinh doanh, một cái mô hình kinh doanh tại nhà rất là tuyệt vời. Và Tú xin được trả lại mic cho MC và chúc cho tất cả cô bác anh chị có một sức khỏe thật tốt ạ. Dạ vâng. Cảm ơn bạn Minh Tú và các cô bác anh chị, vừa rồi là chúng ta đã được chứng kiến một cái màn OVP rất là hay, một bạn trẻ năng động và có thể nói là rất là sôi nổi. Bạn ấy đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức trong kinh doanh, và một lần nữa xin cô bác anh chị cho một tràng số 1 để cảm ơn bạn Minh Tú đã chia sẻ các kiến thức bổ ích cho chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và có thể nói là đến bây giờ thì chúng ta đã được xem một cái màn minh họa sản phẩm tuyệt vời của chị Thanh Thủy và một phần chia sẻ cơ hội kinh doanh của bạn Minh Tú. Và để tổng kết như chương trình hôm nay, Tuấn Anh xin phép được giới thiệu một vị lãnh đạo và cũng có nhiều kinh nghiệm ở trong Amway. Anh đã tốt nghiệp 2 trường đại học ở Hà Nội, ở nhà đã có mở cửa hàng thuốc. Tuy nhiên mà anh vẫn tham gia kinh doanh cùng với Amway vì nhận được các cái giá trị tốt đẹp của công ty này. Và xin giới thiệu với mọi người lên trò chuyện với chúng ta, lãnh đạo Trần Nho Sĩ Tùng. Cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn cả nhà mình. Hôm nay xin lỗi các anh chị một chút là Tùng vẫn đang ngồi ở công ty. Nên là nó cũng mọi phòng làm việc của mọi người nên là nó hơi ẩm tí. Vừa trải qua một ca OVP. Amway thì nó rất là hay đúng không? Cảm ơn em Tú, một bài chia sẻ rất là tuyệt vời. Tùng hơi bất ngờ đó. Thực ra Tú là liên tục làm cho Tùng những cái bất ngờ. Bất ngờ nọ, bất ngờ kia. Từ việc minh họa sản phẩm, từ việc OVP. Tùng là người mà đi cùng Tú giai đoạn đầu tiên từ trước đến giờ. Từ lúc bạn bắt đầu đến bây giờ, nên Tùng thấy cái sự thay đổi của bạn nó rất là tuyệt. Và Tùng tin chắc chắn là Tú sẽ phát triển rất là lớn trong cái môi trường Amway này. Và đặc biệt là bạn ấy phát triển con người bạn rất là tuyệt vời hơn thông qua cái môi trường này. Hôm nay thì cũng rất là vui được làm quen với cả 21 cô bác anh chị có trong phòng Zoom chúng ta. Chào Ngọc, chào Loan, chị Oanh, chào Hằng, chào Thơm, chào Banh Quân, chào Thụy, chị Thụy ạ. Vâng, chào tất cả anh chị. Hôm nay thì anh chị có thấy cái phần chia sẻ của Tú có thấy tuyệt vời không ạ? Anh chị cùng nhau giao lưu tương tác một tí được không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt luôn, và năng động và nói năng tự tin sôi nổi. Tự tin sôi nổi. Chế độ thế nào ạ? Chế độ trả thưởng thế nào ạ? Những cái giá trị mà Amway mang lại thì có nào ạ? Anh chị thấy thế nào? Công bằng. Công bằng. Vâng, cảm ơn Tuấn Anh. Mọi người thấy cái giá trị Amway, anh chị thích giá trị nào của Amway, anh chị có thể đánh lên cung chat được không? Anh Tuấn Anh thích công bằng. Các anh chị, chúng ta cùng thích những giá trị nào của Amway. Giúp người ạ. Đúng rồi, Tú là người có tâm rất là tốt, luôn luôn muốn giúp đỡ người khác. Cảm ơn anh Tú. Giúp người. Và còn ai nữa không ạ? Chúng ta còn những thích những giá trị nào của Amway ạ? Thực ra cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thực ra trong cuộc sống này thì chúng ta đều theo đuổi những giá trị gì đó. Có rất nhiều người theo đuổi giá trị về tài chính. Nhưng đến lúc chúng ta có rất nhiều tiền mà chúng ta chẳng có thời gian để tiêu tiền. Thậm chí không có sức khỏe.
Nhưng có rất nhiều người có rất nhiều thời gian nhưng lại không có tiền để tiêu. Có rất nhiều người không có sức khỏe, có nhiều người lại có sức khỏe. Và chúng ta chung quy lại thấy được cái sự thành công của chúng ta đôi khi vẫn đang hơi khuyết một cái gì đó. Đúng không ạ? Và chúng ta luôn luôn theo đuổi, nó là theo đuổi thu nhập. Đúng không ạ? Thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ giao lưu các anh chị một chút về vấn đề thu nhập để các anh chị sẽ thấy được là thu nhập nó từ đâu. Chúng ta sẽ như thế nào để mà có những nguồn thu nhập này. Anh chị thấy không ạ? Tùng giới thiệu một chút về mình. Tùng sinh năm 1980, trước thì tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ra trường năm 2004. Sau đó thì có học thêm Đại học Kinh tế Quốc dân và ra trường 2011, hai bằng đại học. Gia đình thì kinh doanh dược. Và anh chị biết rằng đây chính người thầy, là thầy có chia sẻ cho Tùng, thầy là thầy Nguyễn Cường, trưởng khoa kinh tế trường Đại Công đoàn. Thầy có chia sẻ cho Tùng là gì? Chúng ta trong cuộc sống này theo đuổi cái gì? Tiền à? Địa vị à? Hay là cái gì ạ? Sức khỏe à? Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi với mình là chúng ta đang theo đuổi cái gì không? Vì chúng ta vẫn đang loay hoay tìm ra mình cái nguồn thu nhập. Mà nếu chúng ta không biết cách nguồn thu nhập từ đâu ấy, thì đôi khi cả cuộc đời chúng ta vẫn loay hoay. Và anh chị sẽ thấy ở ngoài kia có rất nhiều người cả cuộc đời vẫn loay hoay cuộc sống rất là khổ. Đúng không ạ? Vậy thì cái công thức thu nhập nó từ đâu? Anh chị thấy không? Chúng ta muốn tìm thu nhập, chúng ta phải biết công thức thu nhập nó từ đâu, thì chúng ta sẽ có cho mình cơ hội để tìm hiểu nó, đúng không ạ? Vậy thì anh chị hãy nhớ là thu nhập nó bằng năng lực, thời gian cộng với quy mô, đúng không ạ? Vậy thì năng lực ở đâu? Năng lực bằng cách gì? Đó là năng lực của chúng ta. Chúng ta học tập, đúng không ạ? Chúng ta học tập, chúng ta nâng cao bằng cấp chúng ta lên. Từ trung cấp chúng ta học thêm, nâng lên để học cao đẳng, thêm một năm nữa thành cao đẳng. Từ cao đẳng chúng ta học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung. Chúng ta học thêm 2 năm nữa để chúng ta có bằng đại học, để thu nhập cao hơn. Vì chúng ta luôn luôn kỳ vọng là học lên cao thì sẽ có một cái cơ hội hơn và thu nhập chúng ta tốt hơn. Và thậm chí đôi khi đại học vẫn chưa thỏa mãn, chúng ta học lên thạc sĩ mất 2 năm, tốn hàng trăm triệu luôn. Nhưng thử đặt câu hỏi thu nhập đó có thực sự đảm bảo, thực sự để cho anh chị thấy mãn nguyện không ạ? Và do số tiền chúng ta bỏ ra rất là nhiều. Và thậm chí có những người học lên đến tiến sĩ, anh chị thấy không ạ? Và chúng ta phát hiện ra một điều, trí tuệ con người có giới hạn. Chính vì vậy thu nhập chúng ta cũng sẽ có giới hạn. Anh chị nhớ giúp từng điều này nhé. Vậy thì rõ ràng năng lực không phải là vấn đề có thể giúp chúng ta gia tăng được thu nhập như chúng ta mong muốn. Vậy thì cách thứ hai đó chính là cách tăng thời gian. Anh chị sẽ thấy thời gian ngày chúng ta làm 8 giờ có thu nhập 10 triệu. Vậy nếu như chúng ta làm thêm 16 giờ là gấp đôi lên, thu nhập 20 triệu. Anh chị muốn thu nhập 30 triệu thì làm cách nào bây giờ? Anh chị không thể nào làm thêm 24 giờ trong một ngày được, đúng không ạ? Thì thu nhập chúng ta nó cũng bị giới hạn anh chị ạ. Và chúng ta chưa thể, chúng ta không có sức khỏe để chúng ta làm thêm giờ nữa. Nên là chúng ta thấy được công thức thu nhập này, năng lực có giới hạn, thời gian có giới hạn. Vậy thì cách thứ ba tôi muốn chia sẻ anh chị đó là những quy mô. Hôm nay một người hợp tác với một người, hiệu quả tăng gấp 2. Vậy thì hôm nay nếu như chúng ta hợp tác với 10 người, hiệu quả tăng gấp 10. Anh chị hãy tưởng tượng nếu anh chị hợp tác 100 người, hiệu quả tăng đến 100 người, 100 lần. Vậy thì một buổi tối, một người làm 2 giờ trên một ngày thôi, họ làm cái buổi tối thôi, họ kết hợp với 10 người thì họ đã có 20 giờ trong một ngày. Trong khi đó một mình họ chỉ ngày có 24 giờ thôi. Và nếu họ kết hợp với 100 người mỗi ngày làm 2 giờ thì họ đã có 200 giờ trong một ngày. Thu nhập có phải tăng lên không ạ? Và nếu như họ làm 10 giờ một ngày, họ kết hợp với 100 người thì họ đã có 1.000 giờ trên một ngày. Thu nhập họ còn tăng lên nữa, đúng không ạ? Và anh chị phát hiện ra một điều, hình như cái quy mô này nó giúp cho chúng ta thu nhập theo chúng ta mong muốn bằng cách chúng ta hợp tác với nhiều người. Vậy thì triết lý kinh doanh đó rất là đơn giản. Tôi thà rằng nhận sự nỗ lực 1% của 100 người còn hơn nỗ lực 100% của mình. Hôm nay anh chị làm 100% sức của mình trong vòng 24 giờ, anh chị thu nhập vẫn không. Vậy thì anh chị làm 1 giờ thôi, nhưng anh chị hợp tác với 24 người thì anh chị đã có 24 giờ. Anh chị hợp tác với 200 người thì anh chị đã có 200 giờ. Anh chị hiểu không? Và đây chính là sức mạnh của hệ thống. Chỉ có kinh doanh hệ thống mới giúp chúng ta có một cái cách được liên kết với quy mô lớn này như này mà thôi. Còn nếu không, chúng ta thu nhập chúng ta sẽ bị giới hạn lại. Khi thầy Tùng được nghe cái này, Tùng bừng tỉnh, Tùng nhìn ra cho con đường của mình. Vì mình đang dùng sức của mình, sức của cá nhân mình để mở một cái hệ kinh doanh của mình. Và rất là đau đầu về vốn, về thời gian, về sức khỏe. Mình đánh đổi rất nhiều thứ. Được cái duy nhất đó là tiền, nhưng không có thời gian để tiêu tiền. Và anh chị biết không? Khi Tùng biết em ơi, đó là kinh doanh của hệ thống mà mình không phải giải thu nhập cho ai, không phải giải lương cho ai, Tùng rất ấn tượng.
kinh doanh mình không phải được hợp tác mà không phải giả lương cho họ, không phải đau đầu vấn đề về hàng hóa, về sản phẩm, về bảo trì, bảo hành. Tùng rất tò mò và Tùng đã cho mình cơ hội đi tìm hiểu. Anh chị biết không, cái quan trọng nhất trong cuộc sống này chúng ta dám cho mình cơ hội đi tìm hiểu, vì nếu anh chị không hiểu, anh chị không hiểu thì anh chị không bao giờ hiểu. Anh chị chỉ ở quanh bốn tường trong nhà mình thì mình sẽ không bao giờ hiểu ở ngoài kia xã hội phát triển là sao, đúng không? Và Tùng rất là nghiêm túc, đây là Tùng 2013 Tùng đi tìm hiểu Amway. Cái đây là 15 năm hiện lần đầu tiên đến công ty Amway tháng 8, Tùng nhớ tháng 8 2013 Tùng đến trung tâm phân phối của Amway để tìm hiểu. Sau đó Tùng đi dự những chương trình trung tâm ở đại hội Rally. Anh chị sẽ thấy một cái điều rất là rõ ràng, anh chị muốn tìm hiểu Amway mà anh chị đi hỏi người bán trà đá, anh chị hỏi làm sao? Anh chị lại hỏi người cắt tóc thì họ trả lời anh chị làm sao? Anh chị muốn tìm hiểu Amway, anh chị hãy đến môi trường để tìm hiểu những người đang làm thành công công việc kinh doanh Amway thì anh chị mới hiểu được Amway nó là gì. Những người đã đang làm thành công, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là Tùng cho mình đã cơ hội đi ra nước ngoài để tìm hiểu và học sát. Anh chị thông cảm một chút, ở chỗ này nó hơi ẩm. Anh chị đó, và anh chị biết không, khi Tùng ra nước ngoài học sát, Tùng mới giật mình ra đây là một ngành nghề, một công việc rất là tiên tiến và xã hội. Vì đây là một ngành kinh doanh cực kỳ khoa học, họ giúp cho bất kỳ một người nào, kể cả những người đang làm công ăn lương, họ có rất ít thời gian, họ vẫn muốn làm chủ một cái gì đó. Đây chính là cơ hội khởi nghiệp cho họ mà gần như không phải bỏ vốn. Đúng không? Tùng ra với đó, Tùng mới giật mình. Tùng nhìn thấy sự thật, đó là một chị đã mất đi năm 93, nhưng thu nhập của gia đình chị vẫn đang được lĩnh của chị ý, một cái sự nghiệp đảm bảo. Mình xây dựng ra, mình không phải bỏ thu nhập, bỏ vốn, mình không phải trả lương cho ai, mình xây dựng những khách hàng. Amway có hai việc để làm. Việc đầu tiên là mình tiêu dùng, thay đổi tiêu dùng sản phẩm Amway. Việc thứ hai, mình giúp những gia đình khác tiêu dùng sản phẩm Amway và xây dựng những khách hàng đó, đó là tài sản của mình và sau này mình để lại cho đời con của mình. Đó chính là cái sự giá trị kế thừa. Và đây chính là cái mà Tùng mong muốn, Tùng tìm ra trong xã hội. Tùng tìm hiểu, vì Tùng biết rằng kinh doanh thuốc của Tùng, Tùng không làm nữa, con Tùng sẽ không tiếp quản nữa. Và công sức của Tùng xây dựng mấy chục năm sẽ không còn nữa. Đúng không ạ? Tùng sẽ phải bán đi, nhượng lại tâm huyết của mình. Nhưng với Amway, con Tùng có thể làm được gì đó, đấy là việc của bạn ấy. Tùng sẽ để lại cho mã số cho bạn ấy. Nhưng anh chị biết không, khi lên Diamond thì con mình sẽ được công ty Amway đưa đi đào tạo. Nên anh chị an tâm nhá, Amway họ sẽ chăm sóc cái hạt mầm chúng ta rất là tốt. Vậy thì Tùng chia sẻ anh chị một chút về cái chương trình, đặc biệt là cái chương trình vừa rồi á, tháng 8 thì chương trình đã qua mất rồi. Ngày 8 tháng 7 đã qua mất rồi. Chúng ta được gặp, không, rất là tiếc cho các bạn không được gặp hai cái lãnh đạo trẻ nỗ lực từ những bạn 9X mà bạn đã rất là thành công lên Diamond, đã cuộc sống tự do về thời gian, tự do về tài chính. Thì có một sự kiện thứ hai mà anh chị nên nắm bắt, đó chính là ngày 9-10 tháng 9 này tại thành phố Thái Nguyên. Anh chị nhất định cho mình cơ hội đi tìm hiểu. Đại hội thành công là nơi duy nhất giúp anh chị hiểu và học được cách làm Amway. Anh chị nhớ tiếp tục nha. Nên là nếu như anh chị không đi đại hội thành công, chưa tìm được Amway, thì các anh chị không bao giờ làm được Amway đâu. Nên là nếu ai thực sự muốn qua Amway là một sự nghiệp, để có một sự kế thừa cho con mình thì nhất định phải đi tìm hiểu Amway đại hội thành công. Và đặc biệt hơn, hệ thống chúng ta có rất nhiều chương trình. Chúng ta sẽ có chương trình về chia sẻ cơ hội kinh doanh. Và đặc biệt, nhà Tùng tại văn phòng ở Long Biên thì sáng chủ nhật hàng tuần sẽ có chương trình chia sẻ cơ hội kinh doanh. Anh chị có thể qua để tìm hiểu về sản phẩm, về cơ hội kinh doanh của Amway. Và Tùng rất hy vọng, được mong gặp các anh chị nhiều hơn nữa ở những chương trình của Amway, để hy vọng rằng anh chị có thể giúp anh chị tìm hiểu được Amway là gì và có thể được đồng hành cùng các anh chị, và rất là welcome được gặp các anh chị, được hợp tác cùng các anh chị, có được không ạ? Và hy vọng rằng Tùng với cái phần của chia sẻ của Tùng, một phần nào đó giúp anh chị có một cái nơi để mình tìm hiểu. Hãy cho mình cơ hội đi tìm hiểu ở trên Zoom, đến trung tâm, đến công ty, và đặc biệt là đại hội thành công ngày 9-10 tháng 9 ở thành phố Thái Nguyên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng anh chị ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn lãnh đạo ưu tú Trần Nho Sĩ Tùng của chúng ta. Xin mọi người cho một tràng số 9 để cảm ơn những gì lãnh đạo chúng ta đã chia sẻ ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Hôm nay có thể nói là chúng ta đã được gặp rất là nhiều người lạc quan, tích cực và có nhiều ưu điểm, cùng đem đến các cái sản phẩm và cơ hội kinh doanh rất là tốt cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các cô bác, anh chị đã tham gia chương trình này. Xin hỏi mọi người là có ai đặt câu hỏi gì không ạ?
có ai có vấn đề gì băn khoăn cùng trao đổi với nhau ạ. Xin hỏi có cô bác anh chị nào đặt câu hỏi đây không ạ? Vâng, thế thì chúng ta xin kết thúc chương trình ở đây và rất mong được gặp lại các cô bác anh chị trong nhiều buổi OPP tiếp theo để chúng ta lại cùng tìm hiểu với nhau các cái kiến thức quý giá hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người và tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn ban tổ chức nhiều ạ.